Và như vậy, công đoạn chuẩn bị các thành phần chúng ta cũng đã hoàn tất. Chúng ta đã chuẩn bị thành công phần flipper, phần tag name, phần chọn thể loại của một công việc nào đó, phần thiết lập thời gian và phần rating ở phía dưới. Lúc này phần rating thì các bạn cần lưu ý. Tôi sẽ quay ra ngoài tập tin layout để cho các bạn thấy. Đối với rating thì tôi thiết lập 5 star, nó là 5. Và mỗi lần chúng ta tiến hành rating thì nó có đơn vị là 1 ngôi sao. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện chức năng là thêm mới một công việc. Và chúng ta xác định xem khi thêm mới một công việc chúng ta cần những thông tin gì. Để biết được điều đó thì chúng ta cần quay lại MLAT vào tập tin task. Và chúng ta xem đây là các thuộc tính của một công việc, gồm có ID, name, time, rating, icon, type. Như vậy đây là các giá trị mà chúng ta cần cung cấp để tiến hành thêm mới. Và chúng ta thêm mới ở đâu? Quay lại Add Task Activity. Và ở đây khi chúng ta click vào phần icon này thì công việc sẽ được thêm vào. Như vậy tôi tìm kiếm đến sự kiện click của icon. Nó nằm ở menu, do đó nó sẽ nằm ở On Option Item Selected. Và lúc này khi click vào icon ở phía trên thì nó rơi vào trường hợp là r.id.ascending. Như vậy chúng ta sẽ tiến hành thêm mới ở đây. Và làm sao chúng ta thêm mới? Chúng ta sẽ quay lại tập tin Task Model để các bạn xem. Task Model thì trong tập tin này tôi đã tiến hành tạo mới một số công việc. Như vậy chúng ta sẽ không tiến hành tạo mới ở đây nữa. Tôi chỉ giữ lại hai công việc đầu tiên. Bây giờ chúng ta sẽ viết thêm một phương thức, và phương thức này có tác dụng tạo ra một công việc. Như vậy tôi sẽ viết ở đây. Quyền truy cập của nó cũng là public. Tiếp tục status. Kiểu trả về, nó không có kiểu trả về, do đó tôi đặt nó là void. Tiếp tục tên của phương thức, thêm mới thì tôi đặt là add item. Và khi thêm mới thì chúng ta cần truyền vào các tham số gì chúng ta cũng chưa biết. Tiếp tục ở đây khi thêm mới một công việc thì tôi sẽ tiến hành tạo ra một công việc. Tôi đặt tên cho nó là current chẳng hạn. Chúng ta sẽ đi từ từ và các bạn sẽ thấy. Bằng new task, chúng ta tiến hành tạo mới một công việc. Và sau khi chúng ta tạo được một công việc rồi, chúng ta mới thêm vào cho item. Như vậy để lấy được item, danh sách các công việc thì chúng ta gọi đến get item. Tiếp tục gọi đến phương thức add và truyền vào đây chính là current. Như vậy ở phía trên chúng ta cần truyền vào các tham số. Ở đây đầu tiên là ID. Tiếp tục chúng ta cần hơi chuột vào thì chúng ta cần truyền vào name. Tiếp tục cần truyền vào time, thời gian thực hiện công việc đó. Tiếp tục rating. Tiếp tục icon. Và cuối cùng là kiểu của công việc này, thuộc về category nào. Như vậy add item chúng ta cũng cần nhận vào các tham số này. Tôi sẽ đưa lên lại vị trí này. ID sẽ thuộc về kiểu gen. Name cũng vậy, sẽ thuộc về kiểu gen. Time thì nó thuộc về calendar. Rating thì nó thuộc về kiểu in. Icon cũng vậy, cũng thuộc về kiểu in. Còn type, thể loại của công việc, nó thuộc về kiểu gen. Và do đó phương thức add item chúng ta đã xây dựng thành công. Chúng ta quay lại add task activity. Thì lúc này chúng ta sẽ gọi đến task model. Và chúng ta sẽ gọi đến phương thức add item. Và rõ ràng chúng ta cần truyền vào các tham số ID, name, time, rating, icon và type. Như vậy tạm thời tôi sẽ đóng nội dung này lại và chúng ta tiến hành lấy các tham số. Và tôi quay lại task model. Tham số đầu tiên mà chúng ta cần phải lấy ra được chính là ID. Lúc này ID thuộc về kiểu gen, do đó tôi sẽ đặt như thế này. Gen value tôi viết tắt là chữ V. Task ID nó sẽ bằng
Và đối với giá trị ID, quay lại màn hình, thì rõ ràng ID các bạn thấy giá trị này chúng ta không nhận từ phía người sử dụng hòa nhập vào, mà ID tôi sẽ tạo ra một chuỗi ngẫu nhiên và tôi gắn nó vào cho công việc. Như vậy làm sao tạo ra một chuỗi ngẫu nhiên? Lúc này tôi sẽ tạo ra một chuỗi ngẫu nhiên như sau. Và để các bạn dễ theo dõi, tôi sẽ quay lại tập tin layout. Và ở phía dưới tôi sẽ bổ sung thêm một test view để chúng ta in các giá trị tạm thời vào test view này để các bạn dễ nhìn. Ở đây là test view. Tiếp tục gravity tôi bỏ đi, robot tôi cũng bỏ. ID tôi sẽ thay đổi lại test view result chẳng hạn. Rồi, tôi tăng kích thước phông chữ luôn. Test size 20 SP. Sau khi chúng ta đã có test view result, tôi sẽ tiến hành lấy nó. Đây là ID của nó. Quay lại phần tập tin activity của chúng ta. Category model không dùng nữa, tôi đóng nó lại. Quay lại attach activity. Tôi sẽ lấy nó ở phía trên. Ở đây tôi tạo ra test view. Test view result. Tiếp tục trong phương thức file view by ID, tôi bổ sung nó và ép kiểu dữ liệu về kiểu test view. Sau khi đã có nó rồi thì ở phía dưới chúng ta có thể in vào cho test view này để chúng ta dễ nhìn. Ví dụ tôi gọi đến ở đây chấm phẩy, test view result, tôi gọi đến set test và tôi truyền vào giá trị này để chúng ta in ra thử. Thực thi lại, tôi sẽ click vào done thì ở phía dưới chúng ta đã in ra được giá trị là DS DS, và đây là một giá trị cố định chúng ta truyền vào. Chúng ta muốn rằng tạo ra một chuỗi ngẫu nhiên nào đó để làm phần ID, và lúc này tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta tạo ra một chuỗi ngẫu nhiên. Các bạn có thể sử dụng công cụ tìm kiếm của Google để các bạn tìm các mã nguồn dùng để tạo chuỗi ngẫu nhiên. Và ở đây chúng ta sẽ có một giải pháp khá đơn giản như thế này. Ví dụ như chúng ta tạo ra một chuỗi chứa các ký tự mà chúng ta muốn nó nằm trong ID. Ví dụ tôi tạo ra một chuỗi, tôi đặt tên cho nó là margin bằng, tôi có các ký tự số, tiếp tục các giá trị chữ chúng ta có như thế này. Tiếp tục tôi đưa vào các ký tự in hoa. Ví dụ tôi có một chuỗi như thế này. Và ID của chúng ta, tôi cho nó có chiều dài là 5 ký tự. Và ID sẽ được tạo thành từ một trong các ký tự trong chuỗi margin. Ví dụ chúng ta có O. Tiếp tục tôi lấy số 6. Tiếp tục tôi lấy chữ H. Tiếp tục tôi lấy số 8. Tiếp tục tôi lấy số 1 chẳng hạn. Thì đối với chuỗi ban đầu, chúng ta chỉ cần lấy ngẫu nhiên một ký tự trong chuỗi này và chúng ta tạo ra một phần ID, thì đảm bảo rằng ID của chúng ta nó sẽ không bị trùng. Và nếu như chuỗi này nó càng dài, chứa nhiều các ký tự, thì khả năng trùng của các ID lại càng thấp hơn. Như vậy, sau khi có margin rồi, tôi tiếp tục tạo ra một đối tượng random để chúng ta tạo ra chuỗi ngẫu nhiên bằng new random. Tiếp tục tôi tạo ra chain builder. Ví dụ ở đây tôi đặt là ID chẳng hạn, nó bằng new chain builder. Và độ dài của ID tôi cho là 5 ký tự chẳng hạn. Tiếp tục ở phía dưới tôi gọi một vòng lặp for. Ở đây tôi sẽ cho biến y nó chạy. Y sẽ bằng 0. Y sẽ bé hơn chiều dài của chuỗi là 5. Mỗi lần như vậy y tăng lên một đơn vị. Và cứ mỗi lần vòng lặp này chạy, chúng ta làm gì? Chúng ta lấy margin và chúng ta lấy một ký tự nằm ở bên trong nó, thì chúng ta có phương thức là char. Nếu như tôi truyền vào 0 thì chúng ta lấy được giá trị 0. Nếu như tôi truyền vào 1 thì ở đây chúng ta lấy được 0, 1 và nó cũng là giá trị 1. Như vậy thay vì truyền vào cố định thì tôi sẽ tạo ra một con số ngẫu nhiên ở đây. Và để tạo số ngẫu nhiên chúng ta sử dụng random.
gọi đến phương thức net in, và con số ngẫu nhiên này không được lớn hơn chiều dài của chuỗi. Do đó chiều dài của chuỗi thì chúng ta có margin, chúng ta gọi đến phương thức là size. Ở đây không có phương thức size, chúng ta chuyển qua phương thức length. Size thì dùng để đếm số phần tử trong một array. Chấm phẩy để kết thúc. Thì rõ ràng với nội dung này, các bạn thấy chúng ta có thể lấy được ngẫu nhiên một phần tử trong margin. Sau khi đã có ký tự ngẫu nhiên đó rồi, chúng ta mới gắn nó vào cho ID. Như vậy ở đây sẽ là ID. Chúng ta gọi đến phương thức append, truyền vào nội dung này. Và ở đây để hạn chế gọi đi gọi lại chiều dài của chuỗi thì các bạn có thể tạo ra một biến nữa. Length chính là chiều dài của chuỗi, và nó là margin, chúng ta gọi đến phương thức length. Sau đó tôi gắn length vào đây. Và sau khi kết thúc nội dung này, tôi sẽ thử in ra ID cho các bạn thấy. Để in ra ID, tôi in nó vào TestViewResult, gọi đến setTest và gắn vào đây giá trị ID. Sau đó tôi thực thi lại để xem lúc này TestViewResult của chúng ta có phải là hiển thị các chuỗi ngẫu nhiên hay không. Quay lại máy ảo và tôi thử kiểm tra. Tôi click vào đây, một chuỗi ngẫu nhiên. Tiếp tục thì các bạn thấy mỗi lần chúng ta click như vậy, một chuỗi ngẫu nhiên nó sẽ được tạo ra, và cơ hội các ID này trùng nhau rất là thấp. Và nếu như chuỗi margin ban đầu của chúng ta nó càng dài thì khả năng trùng lại càng thấp hơn. Như vậy toàn bộ nội dung này nó dùng tạo ra một chuỗi ngẫu nhiên, và thay vì viết ở bên trong như thế này nó khá dài dòng, tôi sẽ viết nó thành một phương thức trong last helper. Do đó tôi sẽ cắt toàn bộ nội dung này đem vào cho last helper. Tiếp tục tôi sẽ bổ sung thêm một phương thức nữa, static. Ví dụ tôi có một phương thức tên là random chain, kiểu trả về của nó cũng phải là kiểu chain. Chúng ta đưa các đoạn mã lệnh mà chúng ta vừa copy vào đây. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra lại. Ở đây thì chúng ta nên truyền vào chiều dài của chuỗi ngẫu nhiên mà chúng ta muốn tạo ra. Như vậy chiều dài của chuỗi ngẫu nhiên tôi đặt là length. Ở đây thay vì truyền vào số 5 thì chúng ta sẽ đưa vào đó là length. Ở đây cũng vậy, tôi truyền vào là length. Length này thì các bạn lưu ý là chiều dài của chuỗi ban đầu, chứ không phải là giá trị length mà người dùng họ truyền vào. Và sau khi kết thúc nội dung này, chúng ta cần trả về đó là ID. Chúng ta gọi tiếp đến phương thức toString. Và sau khi đã có phương thức này rồi, tôi sẽ quay lại đây. Lúc này TestViewResult setTest, tôi bỏ đi nội dung này. VTagID của chúng ta nó sẽ bằng lastHelper. Tôi gọi đến phương thức randomChain. Chiều dài của chuỗi tôi cho là 7 chẳng hạn. Và tôi sẽ thử thực thi lại. Tôi click vào đây thì các bạn thấy một chuỗi ngẫu nhiên đã được tạo ra. Tiếp tục tôi click vào thì cứ mỗi lần chúng ta click như vậy, một chuỗi ID ngẫu nhiên đã được tạo ra, và cơ hội trùng sẽ rất là thấp. Và nếu như chúng ta muốn thì các bạn thấy tôi quay lại helper và tôi bổ sung thêm các ký tự thường chẳng hạn. Sau đó chúng ta sẽ thử thực thi lại. Lúc này thì chuỗi ngẫu nhiên vừa có các ký tự thường, vừa có các ký tự in hoa, và vừa có các ký tự số. Tôi thử click vào đây, toàn là ký tự in hoa và số thôi. Tiếp tục thì các bạn thấy các ký tự thường nó đã xuất hiện. Và nếu như các bạn muốn tạo ra phần ngẫu nhiên nó ít lặp lại hơn nữa thì các bạn cứ bổ sung đầy đủ các ký tự thường của bảng chữ cái alpha b. Như vậy thì phần tạo ra ID chúng ta đã thực hiện thành công. Chúng ta quay lại add task activity thì tiến hành thêm mới một phần tử add item được gọi. Và add item được gọi, chúng ta cần phải truyền thêm name, time, rating, icon và type.